Hello, kính chào quý vị, xin chào các bạn. Chào mừng tất cả quý vị đã trở lại với KTV Channel. Thưa quý vị, ở video này tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị tổng quan về giao thức Multi-Chain và Token Multi. Phần cuối video, tôi sẽ sử dụng Multi-Chain để bridge USDC từ mạng lưới Phantom Opera sang USDC bên mạng lưới Binance Smart Chain. Quý vị hãy cùng theo dõi video. Trước hết, tôi sẽ đi vào phần nội dung thứ nhất, đó là tổng quan về giao thức Multi-Chain. Thưa quý vị, mỗi blockchain hiện nay đều có một hệ sinh thái và cộng đồng riêng của nó. Và các blockchain dường như thiếu sự tương tác, giao tiếp qua lại lẫn nhau. Điều này trải nghiệm trao đổi các loại tài sản giữa các blockchain trở nên khó khăn hơn. Và đúng như tên gọi của nó, Multi-Chain là một giải pháp sinh ra để tạo sự kết nối và giao tiếp giữa các blockchain với nhau. Để hiểu một cách đơn giản là thông qua Multi-Chain, người dùng có thể chuyển tài sản từ Bitcoin sang Ethereum hoặc bất kỳ một mạng lưới blockchain nào được hỗ trợ bởi Multi-Chain một cách dễ dàng mà không cần phải thông qua các hoạt động mua bán trên thị trường. Multi-Chain trước đó được gọi với tên là AnySwap và đổi tên vào ngày 20 tháng 7 năm 2020. Hiện tại, Multi-Chain kết nối với khoảng 36 chuỗi và là cầu nối cho khoảng 1.715 loại tài sản. TVL tính đến thời điểm hiện tại khoảng hơn 6,7 tỷ USD. Mạng Multi-Chain bao gồm các nodes SFPC. Chúng tồn tại tách biệt với bất kỳ blockchain nào và cũng tham gia ký vào các giao dịch. Tuy nhiên, một nhóm trong số chúng phải cùng thực hiện ký thì mới có kết quả. Mỗi nút đờ sẽ chỉ cầm một phần chìa khóa thay vì trao quyền cho một nút đờ duy nhất. Các nút đờ SMPC được điều hành bởi các tổ chức và cá nhân khác nhau. Một số chức năng chính của Multi-Chain có 4 chức năng. Chức năng thứ nhất là Bridge. Multi-Chain sẽ sử dụng cơ chế Wrapped Token để chuyển đổi tài sản. Trong đó, một token được khóa trong một hợp đồng thông minh MPC trên chuỗi nguồn và sau đó Wrapped Token tương ứng được tạo ra trên chuỗi mục tiêu. Ngược lại, khi token bị đốt, thì token bị khóa trước đó sẽ được giải phóng. Multi-Chain hiện hỗ trợ hơn 1.715 các loại token khác nhau. Chức năng thứ hai là bộ định tuyến. Vào ngày 4 tháng 6 năm 2021, Multi-Chain đã ra mắt Mainnet V3 beta của bộ định tuyến Multi-Chain. Bộ định tuyến cho phép chuyển đổi tài sản giữa hai hoặc nhiều chuỗi bất kỳ. Chức năng thứ ba là Anycoin Cross-Chain Contract Coin. Với chức năng hợp đồng thông minh Anycoin, các dự án giờ đây có thể thực hiện các thao tác kết nối hợp đồng xuyên chuỗi với sự bảo mật của mạng MPC của Multi-Chain. Chức năng thứ tư của Multi-Chain đó là cầu và bộ định tuyến Cross-Chain NFT. Multi-Chain hiện cung cấp một cầu nối cho NFT tiêu chuẩn ERC-721 và ERC-1155. Tiếp theo đó là một phần rất quan trọng quý vị cũng như là rất nhiều người quan tâm, đó chính là cái phí giao dịch. Phí Bridge trên Multi-Chain. Thường các nền tảng Bridge thì quý vị phải mất một loại phí, đó là phí gas.
Tiếp theo là cái loại phí, đó là phí Bridge. Hiện tại thì chỉ có cái phí ga bên mạng lưới Ethereum là đắt. Còn quý vị sử dụng các mạng lưới như Sol, Phantom, BSC, Polygon thì phí ga rất chi là rẻ, chưa đến 0,5 USD. Và với bản Reuters V3 từ ngày 4 tháng 7 năm 2021, phí Bridge trên Multichain sẽ là 0,9 USD cho mỗi giao dịch Bridge mà không phải là mạng lưới Ethereum. Còn đối với mạng lưới Ethereum, phí Bridge sẽ là 0,1% cho mỗi giao dịch Bridge, tối thiểu là 80 USD, tối đa 1.000 USD. Tiếp theo là cái phần quý vị cũng rất quan tâm, đó là các nhà đầu tư của Multichain. Thì như quý vị thấy, có Binance Nav đã dẫn đầu, rồi là CQO China, IDG Capital, 3 Oro Capital, John Foundation. Đó, rất nhiều các quỹ, các nhà đầu tư. Về token Multi. Vâng, thưa quý vị, Multi là mã thông báo quản trị được sử dụng để cho phép chủ sở hữu mã thông báo Multi bỏ phiếu và tham gia quản trị cộng đồng và hệ sinh thái. Được phát triển từ AnySwap, một giao thức hoán đổi chuỗi chéo phi tập trung với phần thưởng khai thác thanh khoản và giao dịch DEX. Multichain được định vị lại như một cơ sở hạ tầng được phát triển cho các tương tác chuỗi chéo tùy ý, một bộ định tuyến tối ưu cho Web 3. Tổng cung của Multichain là 100 triệu theo tỷ lệ hoán đổi cố định với ENI, tức là 1 ENI bằng 1 Multi. Vì tổng cung của ENI cũng là 100 triệu, hiện tại nguồn cung lưu hành Multi là chiếm 18,36% tổng nguồn cung. Sau khi hoán đổi hoàn tất, số lượng lưu hành Multi cũng sẽ là 18.363.293. Các đồng Multi chưa được đưa ra thị trường sẽ bị khóa trong các hợp đồng thông minh và việc sử dụng cụ thể của nó được xác định bởi DAO. Trong khi đó, cơ chế mua lại và phá hủy đồng ENI cũng sẽ được nâng cấp lên mô hình VE Multi. Để tìm hiểu thêm thông tin về token Multi, quý vị có thể vào CoinGecko. Hiện tại, Multi token đang được chạy trên các mạng lưới. Trong danh sách ở đây là ERC20, Phantom, BNB, Polygon, Avalanche, Arbitrum, Mooniver. Rất nhiều các mạng lưới. Quý vị sử dụng mạng lưới nào, quý vị có thể lấy cái địa chỉ smart contract ở đây. Còn đây là danh sách các sàn hiện tại đang need token Multi. Rồi, cái này tôi sẽ không đi sâu. Bây giờ tôi sẽ đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay. Đó là tôi sẽ bridge USDC từ mạng lưới Phantom sang USDC mạng lưới Binance Smart Chain. Thì để bridge được hai cái mạng lưới này, quý vị cần sử dụng ví MetaMask. Quý vị thêm cái mạng lưới Phantom Opera và mạng lưới Binance Smart Chain vào ví MetaMask. Thì ở đây tôi đã chuẩn bị hết tất cả rồi. Để bridge từ mạng lưới Phantom sang mạng lưới Binance Smart Chain thì quý vị cần phải có
FTM ở ví để làm phí ga. Phí ga thì rất là rẻ thôi, chưa đến 0,5 USD. Đó. Tiếp theo quý vị chuẩn bị cái token. Quý vị muốn breed token nào thì quý vị chuẩn bị token đó. Còn tôi ở đây tôi chuẩn bị sẵn là USDC. Bây giờ tôi sẽ vào địa chỉ app.multichain.org. Quý vị cũng có thể vào từ địa chỉ multichain.org và chọn vào app rồi chọn vào router. Tôi sẽ chọn kết nối để kết nối với lại ví MetaMask. Kết nối ví MetaMask thành công, quý vị sẽ thấy cái số dư hiển thị trên màn hình. Quý vị có thể xem danh sách các mạng lưới mà Multichain đang hỗ trợ. Ở đây tôi chọn cái mạng lưới FTM, tức Phantom Opera. Bên cái ví MetaMask, đây là cái mạng lưới FTM Mainnet. Ở phần này tôi sẽ chọn mạng lưới BSC Mainnet. Quý vị sẽ thấy độ lớn của pool thanh khoản Phantom Pool và BSC Pool. Cũng bên phần phía dưới, quý vị sẽ thấy phí ga, phí breed ở đây là 0,9 USDC. Breed số lượng nhỏ nhất 12 USDC, số lượng lớn nhất là 5 triệu USDC. Và có thể quý vị sẽ phải chờ từ 10 đến 30 phút tùy từng thời điểm. Nhưng đây là thông tin ở đây thôi, chứ thực ra và đít không đến 10 phút. Đó, tôi đã có sẵn FTM để làm phí ga và có sẵn USDC. Tôi sẽ chọn 20 USDC, tôi sẽ bridge sang và sẽ nhận được 19,1 USDC, đã trừ đi 0,9 phí bridge. Rồi, chọn Upload USDC, xác nhận và xác nhận trên cái ví MetaMask. Quý vị chờ vài giây. Rồi, thông báo confirm thành công. Quý vị cần và click vào swap. Chọn confirm. Và confirm xác nhận trên cái ví MetaMask. Quý vị có thể chờ từ 1 đến 3 phút thôi. Rất là nhanh. Quý vị có thể vào cái Explorer để kiểm tra cái trạng thái giao dịch. Thì khi swap thành công, đó, quý vị sẽ thấy cái số USDC được hiển thị trên cái ví bên mạng lưới BSC của tôi. Rồi, quý vị có thể vào cái ví MetaMask và kiểm tra lại. Ok, đến đây tôi xin kết thúc video này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi video. Nếu thấy video hay và bổ ích, quý vị hãy like, đăng ký và chia sẻ kênh để cập nhật những video mới nhất. Xin cảm ơn.